Hello anh em nhá. Đó thì lần đầu tiên cho cửa hàng xe máy Phương Nam mình xin được kính chào cô dì chú bác anh chị em gần xa nhá. Đó thì tiếp tục ngày hôm nay mình lại tranh thủ lên phát trực tiếp cho anh em một số dòng xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam anh em nhá. Đó thì trước khi vào phần tả chi tiết xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng và phương thức thanh toán bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình anh em. Đó, địa chỉ cửa hàng mình thì nằm ngay số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó, mình có xài hai số điện thoại 0977355248, Zalo là 0385524849 anh em nhá. Đó, kênh YouTube của cửa hàng mình là Bờm Xe Máy. Đó, cửa hàng xe máy Phương Nam mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn nha anh em. Đó, anh em nào có dòng xe gì đó không đi tới muốn bán hoặc muốn trao đổi lấy dòng xe bên cửa hàng đều được hết anh em nhá. Cứ miễn sao giấy tờ hợp lý là chạy lên cửa hàng mình tính cho bù trừ hợp lý cho anh em mình luôn. Đó, có hỗ trợ anh em trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng luôn nha anh em nhá. Qua ngân hàng anh em chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ khẩu là có thể góp xe bên mình được rồi. Đó, còn qua ngân cửa hàng góp tay đôi thì anh em chỉ cần đóng trước cho mình 80% giá trị xe là bên mình sẽ giao xe nha anh em. Đó thì hôm qua mình có đăng lên kênh của mình là từ đoạn dưới kia lên trên đây rồi. Đó, anh em nào thích xem dòng xe gì thì cứ vào kênh YouTube của cửa hàng mình là Bờm Xe Máy, viết có dấu dù mình nha anh em nhá. Đó là mình sẽ đăng giá, đăng xe từng chiếc một lên trên đó rồi. Đó. Và mình nhắc luôn, đó, khi anh em mua xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình á thì vẫn được tặng kèm theo 3 phần quà nữa anh em nhá. Một nón bảo hiểm, một chai nhớt và một thẻ bảo hiểm xe máy 1 năm. Đó. Thì ngày hôm qua mình đã quay đoạn này rồi thì tiếp tục ngày hôm nay mình sẽ báo giá cho anh em từ con này đi anh em nhá. Đó, đây là một con Super Harley anh em này. Đó, Super Harley 170 phân khối. Đó, đăng ký biển số đây anh em nhá. 85B1 12121 anh em này. Đó, xe rất là đẹp luôn nhá. Đó, hai bô hai máy, máy V đồng hoàng này anh em này. Đó, 170 phân khối, đăng ký 2012 anh em nhá. Đó, anh em nào thiện chí dòng xe này mình để cho anh em là chỉ còn có 89 triệu đồng thôi nha anh em. Đó, 89 triệu. Một chiếc Phantom này anh em này. Đó. Phantom này là dòng, này là dòng 2 dòng 4 thì anh em nhá. Đó, Phantom nó sẽ có hai loại thôi. Hai thì và 4 thì. Đó, đều là Honda nhập Thái nguyên con luôn nha anh em. Đó, như chiếc này thì Honda đăng ký 4 thì đăng ký là 1998 đến giờ anh em này. Đó, xe đang còn rất là đẹp luôn nha anh em nhá. Đó. Hiện tại đang đi biển số Hải Phòng 16F35578. Đó, 150 phân khối. Con này thì anh cửa hàng mình đang giảm chỉ còn có giá còn có 40 triệu thôi. Đó, 40 triệu anh em nhá. Đó, đang rất là đẹp luôn nha. Đó, con này thì được đăng ký đây anh em này. 16F35578. Đó, có ghế tựa lưng đầy đủ cho anh em nhá. Rồi, chiếc kế bên anh em này cũng là một chiếc 150 phân khối luôn. Đó, Phantom 4 thì nhập Thái nguyên con này. Đó. Rất là đẹp luôn nha anh em nhá. Đó, con này thì được đăng ký 2002 đến giờ. Đó, hiện tại đang ghi biển số thành phố luôn. 52Z27801. Đó, 2002. 150 phân khối. Con này thì có vô thêm cảng chống đổ này. Đó, sẵn cho anh em mình luôn. Đó, xe zin nguyên bản luôn nha anh em nhá. Đó, con này thì đang giảm cho anh em là còn có 50 triệu đồng tròn thôi. Đó, 50 triệu đồng tròn. Rồi, cái bên em này, một chiếc Honda. Đó, Phantom 4 thì nhưng mà là xe phân khối em nhá. Đó, con này thì 200 phân khối, đi biển số A đây. 59A3-03526. Đó, 2004 đến giờ nha anh em nhá. Đó, 2004 đến giờ mà anh em nhìn xe đang còn rất là đẹp luôn nhá. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 54 triệu đồng thôi anh em nhá. 54 triệu. Đó, xe rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là một chiếc Phantom 2 thì nha anh em nhá. Đó, dòng này thì hơi khác biệt một tí, nó là xăng pha nhớt. Đó, dòng này thì nó không có phải lích kích như hồi xưa là anh em phải đổ xăng đổ nhớt vào pha chung với nhau đâu. Rồi, bây giờ chỉ cần một ngăn là nhớt riêng, ngăn xăng riêng, anh em đổ đầy xăng và đổ đầy nhớt là tự pha với nhau luôn. Đó, 150 mà có két nước là mát nữa anh em này. Đó, anh em đi đường xa đồ thì rất là thoải mái luôn anh em nhá. Đó. Con này thì được đăng ký từ năm 2000 đến giờ. Đó, hiện tại đang đi biển số thành phố 59T214838. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em còn có 88 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, 88 triệu. Rất là đẹp anh em nhá. Rồi, tiếp theo là đến dòng Super Harley 170 phân khối máy V anh em này. Bên mình thì còn 3 chiếc 3 màu cho anh em lựa chọn nhé. Đỏ, xanh da trời, nó xanh nước biển. Đó, như con xanh nước biển đăng ký 2012 170 phân khối anh em này. Đăng ký biển 72 Vũng Tàu anh em nhá. Đó, cũng là máy V luôn. Đó, xe đang còn rất là đẹp luôn nhá. Đó, con này thì được đăng ký 2012 luôn, 170. Hiện tại con xe này cửa hàng mình đang để cho anh em với cái giá là chỉ còn có 77 triệu đồng anh em nhá. Đó, hai bên cái càng cái nào mình cũng có gắn thêm đèn led sẵn cho anh em mình luôn rồi nhá. Đó, đèn led hai bên hai cái luôn. Rồi, tiếp theo anh em này. Đó, một chiếc Super Harley nữa này. Đó. Dòng này thì đã cũng là 170 phân khối máy V luôn nha anh em nhá. Đó, con này hiện tại được đăng ký biển số Nha Trang.
79L2 86374, đó cũng 2010 luôn, SH170 chính chủ anh em nhá. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 78 triệu đồng thôi anh em này. Đó, hai bu hai máy nhá. Đó, máy V đàng hoàng luôn này. Đó, có thêm cho anh em một cặp thùng nữa này anh em này. Đó, cặp thùng đã sơn theo màu xe phiên bản giới hạn luôn nha anh em nhá. Đó, cực kỳ là đẹp. Trong khi quay thì mình không có thể lổ máy chi tiết từng con một cho anh em mình xem được. Đó, nên anh em nào ưng con xe nào đi, ví dụ như ưng con xe bên cạnh này đi này, Super hoặc đây, đó anh em chỉ cần chụp ảnh màn hình con xe này lại xong gửi qua số Zalo cho mình. Đó, mình đã có để trên phần mô tả đây anh em. Đó, gửi qua đó thì sẽ có nhân viên báo giá, có vi gửi video hình ảnh làm lổ cho anh em đầy đủ hết anh em nhá. Nên anh em cứ yên tâm. Rồi, con tiếp theo anh em này, một chiếc Super hoặc đây 170 phân khối này. Con này thì ký ủy quyền về cửa hàng sẵn luôn này. Đó, 170 phân khối anh em nhá. Đó, con này thì được đăng ký từ 2010 đến giờ nha anh em. Hiện tại mang biển số 76H1 27610. Đó, 2010. Xe đang còn rất là đẹp anh em nhá. Anh em nhìn cái bàn để chân của nó này. Đó, như bàn để chân ô tô luôn nhá. Đó, đằng sau thì có vô thêm cho anh em một cặp túi bao da, một cái ghế tựa lưng ở đằng sau sẵn nhá. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá cũng còn chỉ còn 78 triệu đồng anh em nhá. Đó, 78 triệu đồng. Một chiếc Shadow. Đó, Shadow là xe Shadow là của Honda anh em nhá. Shadow 150 đăng ký 2018 anh em này. Đó, xe đang còn zin nguyên bản từ A đến Z anh em nhá. 150 phân khối đăng ký 2018, xe rất là đẹp. Đó, con này thì được mang biển số 86 Bình Thuận anh em nhá. Đó anh em này, đó zin từ A đến Z luôn. Bây giờ mình thử lổ máy, lâu lổ máy cho anh em con thử nhá. Máy cực kỳ là êm luôn. Đó. Đó, xe đang nổ máy em nhá, cực kỳ là êm luôn. Còi, đèn, bình, xi nhan không thiếu thứ gì cả. Đó, anh em nào mà có thiện chí với cái dòng Shadow máy êm này thì cứ liên hệ qua số Zalo hoặc số điện thoại giúp mình anh em nhá. Đó, rất là đẹp. Đây anh em, mình có xài hai số điện thoại đây anh em này. Đó, anh em nào thích thì cứ nhắn tin qua số Zalo hoặc số điện thoại này cho mình. 0385524849 hoặc 0977355248 anh em nhá. Đó, rồi tiếp theo anh em này. Một dòng xe ở Việt Nam mình giờ chỉ còn có vài chục chiếc thôi. Dòng này gọi là dòng Super Harley. Đó, dòng bản đồ anh em nhá. 350 phân khối. Đó. Có két nước làm mát, hai đĩa trước, một đĩa sau anh em, hai bô hai máy. Đó, dòng này thì cực kỳ là hiếm luôn rồi. Được đăng ký từ 2009 đến giờ anh em nhá. Hiện tại con xe này thì được mang biển số thành phố nha anh em. 59A3 03142. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với còn có 103 triệu đồng anh em nhá. Đó, anh em nghe đến cái dòng xe mà Super Harley là anh em biết xe cỡ nào rồi anh em nhá. Cực kỳ là đẹp và sang xịn sò. Rồi, kế bên nha anh em. Dòng này tiếp theo là dòng Rebel 300. Đó, có thắng ABS cả trước lẫn sau luôn. Đó, có FI xong full điện tử. Nó đăng ký 2019 đến giờ anh em nhá. Đó, hiện tại được mang biển số 60 Đồng Nai anh em này. 60A101718, 300 phân khối chính chủ luôn. Đó, dòng này thì có vô thêm cho anh em một cái kính chắn gió sẵn này. Đó, một cái bô này anh em này. Đó, và một cái ghi đông nhá anh em nhá. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 73 triệu đồng thôi nha anh em. 73 triệu đồng. Rồi, kế bên em này, một chiếc Super Harley nữa đây. Đó, 150 phân khối. Đó, bản đủ anh em nhá, hai đĩa trước một đĩa sau, có két nước làm mát luôn. Đó, hai bô hai máy, hai bộ chế. Đó, anh em nhìn xe máy sáng trưng luôn này. Đó, bây giờ mình thử lổ máy anh em nghe này. Đó, kéo nhẹ cái là lổ. Đó, đằng sau có vô thêm cho anh em một cái ghế tựa lưng, một cái túi bao da sẵn này anh em này. Đó, xe này thì sơn với cái màu sơn thì cực kỳ là giới hạn luôn rồi. Đó, cực kỳ là đẹp anh em nhá. Đó anh em này, nhìn chi tiết xe từ trong ra ngoài này. Trời ơi, bao luột là anh em nhá. Đó, cục máy của nó này soi sáng trưng luôn nhá. Đó, anh em nào thiện chí con xe này thì mình để cho anh em với giá là chỉ còn 120 triệu thôi nha anh em. 120 triệu. Rồi, cái bên này cũng là một chiếc Super Harley luôn. Đó, con này thì máy V 170 phân khối anh em nhá. Đó, cũng là dòng bản ok luôn này. Có hai đĩa trước, một đĩa sau này. Con này dòng này thì máy V nhưng mà không có két nước anh em nhá. Tại vì máy V không có két nước nên đây anh em, đó, hai bô hai máy nhá. Nghe dọc chạy dòng này cũng rất là ok luôn. Con này thì được mang biển số thành phố anh em nhá. 59V349931. Đó, đăng ký lại 2021, 170 phân khối, xe chính chủ. Con này anh em làm thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn 105 triệu đồng thôi. Đó, 105 triệu đồng nhá. Rồi, tiếp theo anh em này, một chiếc R15V3. Đó, 155 phân khối. Con này thì có vô thêm cho anh em một số món đồ chơi full luôn rồi. Đó, ví dụ như anh em này, một cặp cảng chống đổ có gắn thêm hai cây đèn led này, hai cây cảng chống đổ có gắn thêm hai cây đèn led, là bốn cây đèn led. Đó, vô thêm một cái đèn cầu nữa là 5 này anh em này. Đó, hai cây đèn theo xe nữa là 7 này. Đó, 7 cây đèn trên một chiếc xe nha anh em. Đó, anh em thì nghĩ độ sáng nó cỡ nào luôn rồi. Đó, con này thì được đăng ký biển số
Đây anh em mình ra đằng sau đang quay biển số cho anh em nghe. 68D1 nó 59951 nó 155 phân khối, đăng ký 2018 anh em nhá. Đó, xe mới chạy được có rất là ít thôi. Có 20 mấy ngàn cây số rồi nhá. Xe đang đi từ zin từ A đến Z. Đó, anh em nào có thiện chí con xe này thì mình để cho anh em với giá là chỉ còn 48 triệu đồng anh em nhá. 48 triệu. Rồi, bên kế bên cạnh anh em này, một chiếc Bentley. Đó, Bentley 302 phân khối anh em nhá. Đó, con này thì được vô một cái màu gọi là màu Repsol anh em nhá. Đó, Repsol, đăng ký biển thành phố này 59A3 15629. Đó, Repsol. Đó, đây anh em này, chữ Repsol này. Đó, đăng ký 2018. Con này hiện tại thì có bộ ủy quyền của chủ xe, ủy quyền về cửa hàng mình sẵn luôn rồi anh em nhá. Đó, 302 phân khối. Máy nghe thì cực kỳ là hầm hố rồi, tại vì là hai bô hai máy anh em ạ. Đó, anh em nghe tiếng máy không? Nghe cực kỳ là sướng anh em nhá. 302 phân khối, có két nước là mát luôn. Đây két nước này. Đó, có bộ ủy quyền sẵn về của chủ xe, ủy quyền về cho cửa hàng mình luôn rồi. Đó, anh em nào ưng cái dòng xe này, đó thì mình để cho anh em với giá là cứ liên hệ qua số Zalo giúp mình em nhá. Đó, tại vì xe này mới về cửa hàng mình nên mình chưa có nắm được giá. Anh em nào ưng thì cứ nhắn tin qua số Zalo hoặc số điện thoại giúp mình em nhá. Đó, ngoài này thì mình còn vài chiếc mình sẽ quay lốt cho anh em này. Đó. Đây, ví dụ anh em, đó trong đây thì mình có vài chiếc ở đây, ví dụ Suzuki GZ mới em này, có dòng Suzuki GZ mới 150 phân khối, xe chưa đủ xăng em nhá, 100% xe chưa đủ xăng luôn. Bên mình thì có còn 6 chiếc nữa. Đó, mình giới thiệu sơ về cái dòng này thì đi cực kỳ là bền luôn rồi anh em nhá. Đó, FI xăng full điện tử. Đó, zin nguyên bản của nó thì sẽ có thêm một cặp thùng anh em này, một cái ghế tựa lưng và một cái cản chống đổ đằng sau nữa anh em nhá. Đó, mới tinh 100% màu đỏ phiên bản giới hạn anh em nhá, 70 mấy triệu thôi, cửa hàng mình bao xuất hóa đơn về cho anh em tự ra tên. Rồi, cái bên em này, GPX Center Diamond. Đó, GPX Center Diamond Geneman anh em nhá. Đó, đăng ký 2019, xe mới chạy được có 557 cây số thôi. Đó, hiện tại đang biển số 86 Bình Thuận, 86A1 00366. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là còn có 55 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, 55 triệu. Một chiếc CB300 này anh em này. Đó, CB là xe của Honda nha anh em. Đó, mới tinh luôn, mới chạy được 250 cây số. Đó, mà mua ở cửa hàng mình hiện tại rẻ hơn với mua ngoài hãng là gần 51 triệu đồng anh em nhá. Đó, con này xong xuôi giấy tờ mà mua ngoài hãng lăn bánh ra là 151 triệu này anh em này. Đó, bên cửa hàng mình hiện tại đang bán con xe này với giá chỉ còn 103 triệu đồng thôi anh em nhá. 103 triệu. Đó, mà mới chạy được 250 cây. Đó, anh em nào thấy ví dụ như mua xe qua sử dụng rồi mà lướt lướt trên xe này thì anh em mình cứ tham khảo thôi, mới đang có ý định mua xe mới á. Đó, rất là đẹp anh em nhá. Đó, mang biển số 65/2021. Đó, 65 Cần Thơ anh em nhá, 2021 này. Đó, 01293. Đó, 103 triệu đồng anh em nhá. Rồi, kế bên một chiếc Hornet anh em này. Đó, Hornet 919. Hết cái đời này thì nó sẽ ra dòng CB1000 anh em. Đó, ra dòng CB1000 Hornet 919 phân khối, đăng ký biển 84A1 00497. Đó, mang dung tích slang là 4 máy anh em nhá. Có két nước là mát, có FI xăng full điện tử luôn, đăng ký từ 2007 đến giờ. Đó, anh em nào có thiện chí với dòng Hornet 919 này thì mình để cho anh em với giá là chỉ còn 220 triệu đồng. Rồi, tiếp theo Honda Mazda Honda đây anh em. Đó, để mình ra ngoài mình quay cho anh em cho nó dễ nhá. Đây anh em, Mazda Honda 250. Đó, dòng xe cực kỳ là hiếm luôn, xe của Nhật luôn nha anh em nhá, nhập nguyên con. Đó, nguyên con đập thùng bên Nhật về luôn. Đó, có kính chắn gió sẵn cho anh em mình luôn này. Đó, máy thì máy V anh em nhá, có két nước là mát, vô cản chống đổ sẵn cho anh em mình luôn rồi. Đó, anh em nào thiện chí dòng này mình để cho anh em là 220 triệu anh em nhá. Rồi, tiếp theo anh em này, Harley Davidson. Đó, Super Harley 300 chạy bằng Recora, hai đĩa trước một đĩa sau bản đủ anh em nhé, có két nước là mát. Đó, hai đĩa trước một đĩa sau có két nước là mát luôn, hai bô hai máy anh em nhé. Đó, con này thì được đăng ký từ 2008 đến giờ, hiện tại được đăng ký biển số thành phố anh em nhé, 53A7 0081. Đó, con này cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là còn 110 triệu đồng anh em nhé. 110 triệu đồng. Rồi, cuối cùng anh em này, một con siêu khủng long của cửa hàng mình luôn. Đó, VTX 1300 phân khối. Đó, đây anh em này, anh em nhìn cái phần cục máy của nó này, đó che hết bàn tay còn chưa hết xe luôn nha anh em nha, chưa hết cái lắp côn này. Đó, máy thì là máy V. Đó, Honda VTX 1300 phân khối, xe này gọi là xe dẫn đoàn luôn rồi anh em nhá. Đó, có vô thêm cho em một cặp thùng sẵn này. Đó, độ đèn sáng theo xe luôn. Đó, đăng ký biển Sóc Trăng 83A2 00477. Đó, dung tích 1300 phân khối, xe chạy cực kỳ là ok luôn rồi anh em nhá. Đó, anh em nào mà đã xác định chơi cái dòng này thì nói chung là anh em phải có một chút xíu sức khỏe anh em. Đó, tại vì con này nó nặng tới 400 mấy chục ký ạ. Đó, nên anh em nào đam mê dòng này thì mình để cho anh em với giá là còn
335 triệu đồng. Đó thì vừa rồi mình cũng lên tranh thủ quay cho anh em một số dòng xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình thôi. Đó, anh em nào mà muốn xem hết cửa hàng mình thì cứ từ từ theo dõi mình nhá. Đó, mình có up video từng video một lên trên kênh YouTube của cửa hàng mình anh em nhá. Đó, mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng mình anh em này. Đó, YouTube của mà cửa hàng mình là Bầm Xe Máy Em, viết có dấu dù mình nhá. Đó, địa chỉ cửa hàng nằm ở số 14 đường Thủ Hoa Khuân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó, mình có xài hai số điện thoại 0385524849 hoặc 0977355248, số nào cũng có Zalo hết anh em nhá. Đó, một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá. Rồi, xin chào.